Hello everyone and welcome to Unit 2 for English 8. And in Unit 2, you're going to study the topic Life in the Countryside. In this lesson, you're going to get started with the topic. Chào mừng các em đã đến với Unit 2 của tiếng Anh 8. Trong bài học của Unit 2, chúng mình sẽ cùng học về một topic mới, đó là Life in the Countryside, nghĩa là cuộc sống ở các vùng quê. Và trong bài học ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng khởi động với topic này nhé. Just take a look at the pictures here. You can see who are in the pictures. They are the farmers. What are they doing? They are harvesting the crops. You can see that it's rice. And I guess this picture was taken in Vietnam. Và các em có thấy hình ảnh này không? Cô đoán là đây là vụ mùa và trông rất là giống những người nông dân ở Việt Nam của mình, ở các vùng quê đúng không nào? Họ đang thu hoạch thóc sau một vụ mùa bội thu đấy. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhé. Let's see, that is the task number one. In task one, you're gonna listen and read. Bây giờ chúng mình hãy bắt đầu với nhiệm vụ đầu tiên này. Các em sẽ cùng lắng nghe bài hội thoại và chúng ta sẽ cùng luyện đọc, nhắc lại bài hội thoại này nhé. This is the conversation between Nguyễn and Nick. They are calling on the phone. Và đây là cuộc hội thoại giữa bạn Nguyễn và bạn Nick. Hai bạn đang thực hiện một cuộc điện thoại và các bạn sẽ cùng trao đổi thông tin. Chúng ta sẽ cùng nghe nhé. Nguyễn say, Nguyễn speaking. Nguyễn nói, Nguyễn đang nói đây. Hi Nguyễn, how's the stay there? This is the conversation between two friends. They are called Nguyễn and Nick. And you can see they are on the phone call. Đây là cuộc hội thoại giữa hai bạn Nguyễn và bạn Nick. Và các em có đoán được không? Hai bạn đang gọi điện thoại cho nhau đấy. Chúng mình sẽ xem các bạn nói chuyện gì nhé. Nguyễn speaking. Nguyễn đang nói đây. Hi Nguyễn, how to stay there? Chào Nguyễn, chuyến đi của bạn ở đó thế nào? Hi Nick, well, it's more exciting than I expected. Chào Nick. Chuyến đi còn thú vị hơn cả những gì tớ mong đợi. What are you doing? Bạn đang làm gì vậy? Lots of things. It's the harvest time, so we have load of rice onto the buffalo drawn carts, ride it home and dry it. Have you ever ridden a cart? Tớ làm rất nhiều việc này. Đó là thời điểm của vụ mùa thu hoạch, vì thế là chúng tớ đã giúp đỡ việc là bê những cái bao gạo lên trên những cái xe mà được kéo bởi những con trâu hoặc là những con bò đúng không nào? Buffalo drawn carts ở đây là những cái xe kéo mà được kéo bằng sức của con trâu đấy. Chở chúng về nhà và sẽ làm khô những cái hạt gạo đó. Bạn đã bao giờ được lái một cái xe kéo chưa? No, but I'd like to. Chưa, nhưng mà tớ rất là thích. Ở đây chúng ta thấy cụm là I'd like to, chính là viết tắt của I would like to. Tớ rất là muốn. And sometimes I go herding the buffaloes with the boys. Và thỉnh thoảng tớ còn được đi chăn những con trâu với những cậu bé ở trong làng nữa. You've made new friends. Bạn đã có những người bạn mới rồi sao? Yeah. Right on my first day, they came and we went flying kites together. Đúng rồi. Ngay ngày đầu tiên tớ đến đó luôn. Thì các bạn đó đã đến chỗ tớ và chúng tớ đã cùng đi thả diều với nhau đấy. Where can you buy a kite in the countryside? Vậy thì bạn đã mua cái diều ở đâu trong cái chỗ vùng quê đó vậy? The people here don't buy kites. They make them. My grandfather's made me the largest, most colorful kite I've ever had. It looks great up there in the sky. Mọi người dân ở đây thì không đi mua những cái diều đâu, mà họ tự làm những cái diều cho chính mình. Cậu biết không, ông của tớ cũng đã làm cho tớ một cái diều mà nó to nhất này và thật là sặc sỡ nữa mà tớ đã từng có. Cái diều đó trông rất là đẹp khi mà ở trên bầu trời cao. Oh, I'm so envious. Tớ nghe thấy có vẻ ghen tị quá đi. I guess I live more happily here and there's still a lot more to explore. Chắc chắn là tớ đoán cậu sẽ ghen tị rồi, bởi vì ở đây là tớ đã được sống rất là vui vẻ này. Và còn thêm rất nhiều thứ nữa mà tớ cần phải khám phá đấy. Sounds great. Nghe tuyệt quá.
And everything seems to move more slowly here than in a city. Và cuộc sống ở đây thì dường như là mọi thứ đã vận hành một cách chậm rãi hơn so với ở trên thành phố đấy. I wish I could join. Ồ, tớ hy vọng là tớ có thể được tham gia cùng với bạn. So that is the conversation between Nguyễn and Nick. They are talking about the stay in the countryside. Và qua bài đọc vừa rồi thì chúng ta thấy rằng cuộc hội thoại giữa hai bạn Nguyên và bạn Nick để nói về cái chuyến đi của bạn Nguyên ở vùng quê, đúng không nào? And now, please read the sentences before you decide that this sentence is true or false. Bây giờ trước khi quyết định xem là những câu từ 1 đến 5 này đúng hay là sai, true hay là false, thì chúng mình cùng đọc kỹ từng câu một nhé. Number 1. Nguyên didn't think country life could be so interesting. 2. We never joined the boys in herding the buffaloes. 3. Rice is transported home on trucks. Number 4. Nick would like to visit the countryside at harvest time. And number 5. Nguyen thinks life in a city is faster than that in the countryside. And now we're gonna check to see if these sentences are true or false. Bây giờ khi mà chúng ta đã đọc từng câu một rồi thì chúng ta sẽ cùng đối chiếu với thông tin trong bài hội thoại để xem là những câu này đúng hay là sai nhé. Let's see number 1. Nguyễn didn't think country life could be so interesting. À, bạn Nguyễn này đã không nghĩ được rằng là cuộc sống ở vùng quê lại có thể thú vị đến vậy. Chúng ta sẽ tìm thông tin ở đâu để quyết định xem câu này là true hay false nào. Hãy cùng quan sát nhé. Here, Nguyễn say, "Hi Nick, well, it's more exciting than I expected." Chào Nick. Ồ, cuộc sống ở đây thì thú vị hơn là tớ đã mong đợi. Vậy là đầu tiên thì bạn có mong đợi rằng cuộc sống ở vùng quê thú vị không? À, chắc chắn là câu này là đúng rồi. Bởi vì đầu tiên thì bạn không nghĩ rằng cuộc sống ở vùng quê lại có thể thú vị đến thế. Cho nên là khi nói chuyện với bạn Nick ý, thì bạn có tâm sự là ồ, nó còn tuyệt vời hơn, thú vị hơn cả những gì tớ nghĩ nữa, đúng không nào? Next is number 2. Here. We never joined the boys in herding the buffaloes. Bạn Nguyên chưa bao giờ đi cùng với các bạn trai ở trong làng để có thể đi chăm những cái con trâu đó. Ở đây chúng ta hiểu chăn trâu là gì nhỉ? Là dắt trâu đi ăn cỏ này rồi chăm sóc cho những con trâu đó, đúng không nào? Chúng mình sẽ xem câu này là true or false nhé. Here. You can see Wednesday, sometimes I go herding the buffaloes with the boys. Thực tế là thỉnh thoảng bạn Nguyên vẫn có đi chăn trâu với các bạn ở trong làng. Vì thế chúng mình sẽ có câu này là gì ạ? False. Never here is wrong. Cái từ never ở đây là đã thể hiện cái sự khác so với thông tin trong bài rồi. Trong bài là bạn có đi nhá. Sometimes, thỉnh thoảng, đúng không ạ? So, number 2 is false. Now we're gonna move to number 3. Rice is transported home on trucks. Thóc gạo thì được vận chuyển về nhà trên những cái xe tải chở hàng. Mình sẽ xem nhá. Here, the harvest time so Nguyễn had by loading the rice onto the buffalo-drawn cars. You see? No sign of trucks. It's just the buffalo-drawn cars. So it must be false. Thông tin rất là rõ, đúng không ạ? Các em có thể đối chiếu vào câu như sau. Chúng tớ đã giúp đỡ bằng cách là vận chuyển những cái bao thóc gạo lên trên những cái xe được kéo bởi những con bò, con trâu. Vì thế là ở đây cái thông tin là kéo bằng xe tải này là hoàn toàn sai. Vì thế chúng ta rất là dễ dàng có thể lựa chọn được câu số 3 là false đấy. Now we're gonna move to number 4. Bây giờ đến với câu 4 nhé. Let's read. Nick would like to visit the countryside at the harvest time. Bạn Nick rất muốn được đến thăm cái vùng quê này vào thời điểm thu hoạch vụ mùa, đúng không nhỉ? Chúng mình sẽ xem nào. He say, "I wish I could join." Bạn đã thốt lên rằng là tớ ước là tớ có thể được cùng đến đó và tham gia vào cái thời điểm của vụ mùa đó. Vậy là chúng ta thấy là chắc chắn là bạn rất là thích được đến đó vào thời điểm thu hoạch rồi. That is true. It's number 4 is true. It's correct. And now let's move to number 5. Bây giờ hãy đến với câu số 5 nhé. Nguyễn thinks life in a city is faster than that in the countryside. Bạn Nguyễn nghĩ rằng là
cuộc sống ở thành phố thì có tốc độ nhanh hơn so với cuộc sống ở vùng quê. Chúng mình sẽ cùng xem nhé. Here it says, everything seems to move more slowly here than in the city. Ồ, tất cả mọi thứ dường như là có vận hành một cách chậm rãi hơn so với ở thành phố. Vậy thì chắc chắn nó ngược lại là vận tốc của cuộc sống ở thành phố thì phải nhanh hơn so với là nhịp độ ở vùng quê, đúng không nào? Vì thế chúng mình có thể thấy rất là rõ là câu số 5 này hoàn toàn đúng ạ. Number 5 is 2. So thus we finish the part A in the task 1. Và chúng ta vừa mới hoàn thành việc là phần A của nhiệm vụ số đầu tiên, đó là lựa chọn các câu đúng và sai. Cô hy vọng rằng các em cũng đã đọc thật là kỹ nội dung của bài hội thoại để tìm ra câu trả lời đúng sai sao cho phù hợp nhé. And now, just take a look at this table here. Number 1. Nguyễn didn't think life in the countryside. Nguyễn didn't think country life could be so interesting. That is true. Then, number 2. Nguyễn never joins the boys in herding the buffaloes. That is false. Number 3. Rice is transported home on trucks. That is false. Next, number 4. Nick would like to visit the countryside at the harvest time. That is 2. And the last one, number 5. Nguyễn thinks life in the cities is faster than that in the countryside. That is 2. So we have 3, 2, and 2 sentence forms. That is task A. Now we're going to move to the next part, B. You're going to answer the question. Let's read. Bây giờ chúng mình sẽ cùng trả lời các câu hỏi sau đây dựa vào thông tin đã trong bài hội thoại nhé. Bây giờ hãy cùng đọc các câu hỏi nào. Number 1. Where's Nguyễn now? Number 2. When was he able to make new friends? Number 3. What is Nguyễn kite like? And number 4. Who is Nguyễn probably staying with? And the last one. Does Nick want to be there with Nguyễn? So we have 5 questions. You take a look back at the conversation and answer this question. Remember, you should try to answer this question in full sentences. Và chúng ta vừa mới đọc xong 5 câu hỏi trong phần B. Nhiệm vụ các em là quan sát lại thông tin xuất hiện trong bài hội thoại để có thể trả lời các câu hỏi này thật là đúng. Các em lưu ý, mình sẽ luyện tập bằng cách là trả lời đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ với vị ngữ được chia ra cho phù hợp nhé. Let's read. Question 1. Where's Nguyễn now? Bây giờ bạn Nguyễn đang ở đâu? Các em có đoán được không nào? Chúng ta chắc chắn là đoán được rồi, bởi vì bạn đang ở một nơi mà thời điểm vụ mùa này, thu hoạch này, và gạo được trở về nhà bởi những xe kéo bởi những con trâu, đúng không nào? Vì thế là chúng ta có thể đoán được chắc chắn là không thể ở thành phố rồi, mà chúng ta sẽ lựa chọn đáp án gì đây ạ? Here, he is staying in the countryside, right? Bạn ý đang ở vùng quê. He is staying is a present continuous. Và đây cô đang sử dụng thể hiện tại tiếp diễn. He là chủ ngữ này, cộng với to be is và cộng với verb in để thể hiện là bạn đang ở đâu. Next question 2. When was he able to make new friends? Bạn đã có thể kết bạn với những người bạn mới khi nào vậy? Chúng ta sẽ cùng xem nhé. When Nick asked the question, you've made new friends? Khi bạn Nick đặt câu hỏi là, thì bạn đã có những người bạn mới rồi sao? Thì bạn Nguyên trả lời gì ạ? Yeah, right on my first day. Đúng rồi, ngay vào ngày đầu tiên mà từ đó luôn. Vậy chúng mình sẽ chọn là gì ạ? The answer is here. He made new friends on the first day. Bạn đã kết được với những người bạn mới và ngay vào ngày đầu tiên. Ở đây chúng ta thấy động từ make đã được cô chuyển thành made, nghĩa là make friends là kết bạn, và chuyển về quá khứ là made friends, kết bạn với những người bạn mới. Và đây cô đang sử dụng thì quá khứ đơn để trả lời phù hợp với câu hỏi, cũng là ở thì quá khứ đơn đấy. Nếu như có học sinh hỏi cô là bạn ấy không trả lời là he made new friends on the first day, mà bạn biến đổi thành he was able to make new friends on the first day, có đúng không? Thì cô sẽ nói rằng hai đáp án đều đúng, nó đều trả lời cho câu hỏi với when và sử dụng được thì quá khứ. Chúng ta có thể dùng là he made new friends hoặc là he was able to make new friends. Now we move to number 3.
What is Nguyễn's kite like? Ồ, cái diều của bạn Nguyễn thì trông như thế nào rồi? Let's see. He say that it's the largest, the most colorful kite, right? So you see, it is the largest, the most colorful kite. Ồ, đó là con diều mà có lẽ là lớn nhất, to nhất và màu nhiều màu sắc nhất mà bạn đã từng có đấy. Ở đây chúng ta thấy tính từ large được chia ở tính từ so sánh nhất đúng không nào? Hay là colorful cũng vậy, để so sánh với tất cả những con diều khác mà bạn đã từng có thì bạn đã dùng tính từ dạng so sánh nhất đấy. It's the largest, the most colorful kite. Now we move to question 4. Who is Nguyễn probably staying with? Ôi, các con có đoán được là bạn Nguyễn này đang ở với ai không? Có thể ở với ai nhỉ? Trong bài có xuất hiện ngoài bạn Nguyễn và Nick thì có xuất hiện một người nữa đúng không nào? Và nếu như các em để ý thì sẽ thấy là đó là grandfather. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể trả lời như sau vì đây là một câu dự đoán nhé. He's probably staying with his grandparents. Again, he's probably staying with his grandparents. À, có thể bạn đang ở với ông bà của bạn ấy. Now we're gonna move to the last one, number 5. Does Nick want to be there with Nguyễn? Ồ, thế thì bạn Nick ý, có muốn được ở cùng đó với bạn Nguyễn không khi mà nghe một cuộc điện thoại kể về những hoạt động rất là sôi nổi ở vụ thu hoạch vào ở vùng miền quê đó? Chúng mình sẽ cùng xem nhá. Is it yes or no? When they say I wish I could join. À, khi bạn nói là tớ ước là tớ có thể tham dự cùng với bạn thì chắc chắn đây không phải là no mà sẽ là một câu họ trả lời với yes đúng không nào? Và ở đây là does Nick. Bạn Nick có muốn không thì chúng ta phải nói là có, bạn muốn, và chúng ta sẽ dùng là gì ạ? Yes, he does. He thay thế cho từ Nick và does là chúng trợ động từ cho câu hỏi yes no đúng không nào? Yes, he does is the best answers for question number 5. Và chúng ta vừa mới tìm cách để nhìn vào thông tin bài hội thoại, trả lời câu hỏi, làm sao cho các câu hỏi đúng ngữ pháp, đủ chủ ngữ vị ngữ thì các em sẽ luyện tập được cách viết câu nhiều hơn và tốt hơn đấy. And now that's finished answering the question, let's move to part C of task 1. In this task, you're going to complete the sentences here from 1 to 6 with the words in the box here. Và bây giờ khi chúng ta đã hoàn thành việc trả lời câu hỏi rồi, hãy cùng chuyển sang phần tiếp theo. Trong phần này các em sẽ được luyện tập các từ vựng xuất hiện ở trong ô này bằng cách điền các từ vào trong câu từ 1 đến 6 sao cho phù hợp với mặt nghĩa nhé. Chúng mình sẽ cùng đọc các từ nào. Buffalo drawn cart. Buffalo drawn cart. À, những xe kéo bởi những con trâu. Next, move slowly. Move slowly. Di chuyển một cách chậm chạp. Colorful, colorful, colorful đây là tính từ của danh từ color, có nghĩa là nhiều màu sắc, sặc sỡ. Harvest time, harvest time, thời gian thu hoạch. Herding, herding, herding here is the verb in form of herd. Động từ verb in ở đây chính là verb in của động từ herd đúng không nào? Và động từ herd này có nghĩa là đi chăn, ví dụ như là chăn trâu hay chăn bò vậy. Paddy field. Paddy field, cánh đồng lúa. Before you complete the sentences with words in the box, let's read the sentence. Trước khi mà chúng mình điền các từ vào trong để hoàn thành các câu này từ 1 đến 6, hãy cùng đọc các câu nhé. 1. When a thing has lots of bright colors, it is. Next, number 2. When people are not in a hurry, they. Number 3. A busy time when people collect their crops is called a. Number 4. A place where the rice grows is called. Next is number 5. My brother is taking his buffaloes out to feed them. He's them. Next is the last one, number 6. Rice is loaded onto a to transport it home. Now, you can take the words here to complete the sentences here from 1 to 6. And after that, you can check the answers to see how many correct answers you got. Bây giờ, khi mà các em đã điền các từ ở trong ô này vào các câu từ 1 đến 6 sao cho phù hợp rồi, chúng ta hãy cùng kiểm tra đáp án xem rằng chúng mình có bao nhiêu đáp án đúng nhé. Number 1. When a thing has lots of bright colors, it is.
Ồ, khi mà một vật nào đó có rất là nhiều những cái màu sắc tươi sáng thì nó được gọi là gì nhỉ? Chắc chắn là chúng ta cần một tính từ để miêu tả nó rồi. It is colorful. Nó rất là màu sắc tươi sáng sặc sỡ. Next, number two. When people are not in a hurry. Khi mà mọi người không bị bận rộn ấy, thì ở đây là chủ ngữ they này. Và chắc chắn là sau này sẽ phải là một động từ đúng không nào? Vì chúng ta mới có chủ ngữ they thôi. Và chúng ta sẽ tìm xem ở trên có động từ nào phù hợp ạ. People are not in hurry. It means that they move slowly. Right? Khi mà mọi người không bị vội vã thì họ có xu hướng là di chuyển một cách chậm chạp. Number three, a busy time when people collect their crops is called a một thời điểm rất là bận rộn trong năm khi mà mọi người đi thu hoạch những cái vụ mùa của mình được gọi là thời điểm thu hoạch đúng không nào? Và chúng ta có động từ chính là gì ạ? Harvest là động từ thu hoạch và thời gian chính là time. Vì thế các em sẽ cụm là called a harvest time. Thời điểm trong năm khi mọi người thu hoạch vụ mùa được gọi là thời điểm thu hoạch. Harvest time. Next is number four. A place where rice grow is called a một nơi mà cây lúa, cây gạo được trồng lên thì chúng ta gọi đó là cánh đồng lúa đúng không nào? And number four, it is paddy field. Cánh đồng lúa, paddy field. Next is number five. My brother is taking his buffaloes out to feed them. Anh trai của tớ đang mang những con trâu ra ngoài để có thể là cho trâu ăn. Và chúng ta sẽ xem nào. Chỗ này là his is them. Ở đây mới có to be is được không nào? Chắc chắn là chúng ta nên chọn một từ phù hợp. Và ở đây chắc chắn là động từ gì ạ? Herding. My brother is taking his buffaloes out to feed them. And he's herding them. Anh đang đi chăn những con trâu đó đấy. Next, number six. Rice is loaded onto a buffalo drawn cart to transport it home. Lúa gạo thì được vận chuyển lên những cái xe mà được kéo bởi những con trâu để có thể vận chuyển nó về nhà. And that is the way we do part C. Number one, colorful. Number two, move slowly. Number three is a harvest time. Number four is a paddy field. Number six, number five, herding. And six is buffalo drawn cart. So now you know most about these words, and I hope that you can use this more and more. Và chúng ta vừa mới tìm ra cái cách để có thể điền các từ trong bảng ở ô này và câu từ 1 đến 6 sao cho phù hợp. Và cô hy vọng phần vừa rồi cũng giúp các em thực hành các từ vựng này tốt hơn rồi đấy. And now we're going to move to task 2. In task 2, you're going to match the activities here with the pictures. Trong phần 2 này, các em sẽ cùng nối các hoạt động từ 1 đến 6 đây với các bức tranh. Và chúng mình chưa nhìn thấy bức tranh nào đúng không? Bởi vì chúng mình sẽ tập đọc các từ này trước đã nhé. Number one, flying a kite. Flying a kite, thả diều. Next, number two, herding buffaloes. Herding buffaloes, chăn trâu. Number three, riding horse. Riding horse, cưỡi ngựa. Number four, collecting water. Collecting water là đi lấy nước này. Number five, drying the rice. Drying the rice, phơi khô những cái hạt gạo, hạt thóc đúng không nào? Number six, it is loading the rice. Loading the rice, bê hoặc là vác những cái bao gạo, bao thóc lên. That is the activities in the verbing forms. Và đó là tất cả những hoạt động mà được viết dưới dạng danh động từ verb ing đúng không nào? Bây giờ chúng mình sẽ cùng xem các bức tranh nhé. Here, we see the pictures A, a boy on the horseback. Ở đây chúng ta thấy các bức tranh A là một cậu bé đang ngồi trên lưng ngựa này. B, I see some farmers. You can see they take their rice onto the it looks like a tractor. Ở đây B thì cô thấy là chấm rất là giống hình ảnh của những người nông dân đang bê thóc gạo lên một cái xe và trông nó giống như xe kéo vậy. C, wow, I can see people are taking water from the well. Ở đây là bức tranh C có hai người đang lấy nước từ giếng nước đấy.
D. They must be on the paddy field. Ở đây bức tranh D chắc chắn là họ đang ở trên cánh đồng rồi. Và trông rất là có vẻ giống như là họ đang phơi thóc gạo ở trên sân, ở gần cánh đồng vậy đúng không nào? E. I see a kite flying in the sky. Ở đây thì thấy rất là dễ dàng là một cái diều đang được bay trên bầu trời. And F, you see, I see a buffalo. Ở đây bức tranh F thì có hình ảnh của một con trâu đang ăn. Now you're gonna match. Và khi mà chúng ta hiểu thông tin về các câu từ 1 đến 6 cũng như là thông tin ở trên bức tranh rồi thì dễ dàng hơn để chúng ta có thể nối cho chính xác đúng không? Let's see. Number 1, flying a kite. Where's the kite? Here, it says E. So we have one E. Bạn là đang thả diều và bức tranh duy nhất có hình ảnh cái diều chính là bức tranh E. Vì thế chúng ta có thể nối một với E được không ạ? Next, herding the buffaloes. What kind of animals in this phrases, activities, that is buffaloes? So we find the buffaloes, that is here, F, herding the buffaloes, taking it out and feed them. Ở đây, cụm chăn trâu thì chính là mang trâu đi ra và sẽ cho trâu ăn, đúng không nào? Đấy gọi là đi chăn trâu đấy. Và chúng ta sẽ có bức tranh 2 với cả F là đáp án đúng ạ. Riding a horse, you must find a horse. Cái việc ở đây chính là việc đi cưỡi ngựa. Vì thế chúng ta sẽ tìm bức tranh có hình ảnh con ngựa, đúng không ạ? Và 3C. Collecting water in the buckets here. Ở đây thì đang thu hoạch nước, đang lấy nước ở trong những cái thùng này. Và chúng ta sẽ có là 4 là C. Number 5, drying the rice. After they take the rice, transport the rice from the paddy field to the home or the place around, they need to dry them. Ở đây thì chúng ta thấy rất là rõ là khi mà đã vận chuyển những bao gạo thóc từ cánh đồng về thì mọi người sẽ tìm những cái nơi để có thể phơi chúng làm khô. Và ở đây chính là câu số 5 với đáp án D ạ. Phơi thóc ạ. Number 6, loading the rice. See, the last one, 6B, loading rice onto the cart or the tractor. Ở đây chính là vận chuyển thóc gạo lên trên xe. Và chúng ta đã có đáp án 6 đi với B. So we have 1E and 2F. Next is 3A. Then 4C. Number 5 is D, right? Drying the rice, and the last one, loading rice, that is 6 with B. And that is the answers for this task, task 2. Và phần vừa rồi cũng giúp các em có thể hoàn thiện được phần nhiệm vụ số 2, đó là nối các cụm hoạt động ở đây với các bức tranh A, B, C, D, E, F. Và hy vọng rằng các em đã có những đáp án đúng. And now, I have a question for you. Bây giờ cô có một câu hỏi cho các em nhé. The question is, think of more things that children can do in the countryside, you're gonna make a list. So you see, when he's staying in the countryside, in the harvest time, and he's doing lots of things, it is very exciting. Và trong phần vừa rồi thì các em thấy rằng bạn Nguyên đang ở vùng quê, trong thời điểm thu hoạch vụ mùa bạn làm rất là nhiều việc khác nhau, và đặc biệt là bạn thấy rất là thú vị đúng không nào? Bây giờ các em hãy nghĩ thêm các hoạt động nữa này, để có thể tạo ra một danh sách các hoạt động mà chúng ta có thể làm ở vùng quê. Chúng ta sẽ cùng brainstorm ra ý tưởng của mình và viết ra giấy nhé. And then you can check the answer to see what are the activities that children can do more. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem có những hoạt động nào nữa mà các bạn nhỏ có thể làm ở vùng quê được không nào? Oh, I see. First, they climb the trees. It's very fun. Đầu tiên phải nhắc đến hoạt động gì ạ? Các bạn nhỏ thì thường leo cây. Ở vùng quê thì có rất nhiều loại cây và việc leo cây đôi khi cũng rất là thú vị đấy. Number 2, they go swimming in the river. Họ còn có thể là đi bơi ở những dòng sông nữa. Number 3, they go fishing, đi câu cá này, or playing the field, chơi những cánh đồng, đều là những hoạt động mà rất là thú vị. And number 5, you can write more here. Và phần 5 này chính là phần cho các em đấy. Các em hãy viết thêm các hoạt động nữa ở đây, dựa vào kinh nghiệm của bản thân, hoặc là dựa vào những gì mà chúng ta có thể nghe được, hoặc là thấy được ở trên các phương tiện khác nhau nhé. And that is the time for me to say goodbye, and thank you for learning with me. I would like to see you in the next video. Và phần vừa rồi cũng kết thúc bài học của cô tại đây. Hẹn gặp lại các em ở phần video tiếp theo nhé.